Trong bối cảnh các ca mắc mới COVID-19 gia tăng, thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch. Ngay lập tức các biện pháp phòng chống dịch đã được các địa phương, đơn vị kích hoạt trở lại, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Với đặc thù thường xuyên tiếp nhận hàng trăm người đến làm thủ tục mỗi ngày, nên công tác phòng chống dịch tại bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội được chú trọng, đặc biệt là việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Để tăng cường phòng dịch, Sở cũng đã trang bị thiết bị camera tự động nhắc nhở nếu phát hiện người dân không đeo khẩu trang. Yêu cầu đeo khẩu trang. Được nhắc nhở tự động này thì người dân sẽ ý thức hơn về việc đeo khẩu trang phòng chống dịch. Vừa rồi thì dịch nó cũng đã qua, mọi người nhiều khi là quên cái ý thức là đeo khẩu trang thường xuyên. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Trong đó có việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công, giúp hạn chế người dân đến trực tiếp, đồng thời sẵn sàng các phương án chống dịch ở cấp độ cao hơn khi có yêu cầu. Là chủ động xây dựng các phương án để phòng chống dịch, để đảm bảo theo khi mà Ủy ban Nhân dân thành phố có các văn bản hướng dẫn về các phương án phòng chống dịch là theo các cấp độ thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng. Hai đơn vị là Trung tâm Giao thông Công cộng và Phòng Quản lý Vận tải thì cũng yêu cầu có các văn bản thì gửi cho các doanh nghiệp vận tải hành khách. Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, tất cả các biện pháp, hệ thống phòng chống dịch COVID-19 tại các đơn vị, địa phương đều đã được kích hoạt trở lại. Trong đó có tổ COVID-19 cộng đồng, tổ phản ứng nhanh, công tác tuyên truyền để đảm bảo việc chấp hành các quy định phòng chống dịch cũng được đặc biệt chú trọng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cơ sở lưu trú và các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường, nhất là những cơ sở lưu trú mà có yếu tố khách nước ngoài, hiểu được về định nghĩa các bệnh mới, sẽ thông tin về trạm y tế phường để mà trạm y tế phường nhanh nhất có thể là hỗ trợ. Chúng tôi cũng sử dụng là hệ thống Facebook, cổng thông tin điện tử của phường để đăng tải các nội dung về hướng dẫn người dân. Chúng tôi cũng chỉ đạo cơ quan thường trực của ban chỉ đạo là trạm y tế phường rà soát tất cả các sinh phẩm, các vật tư liên quan đến công tác phòng chống dịch với phương châm 4 tại chỗ. Nhiều giải pháp phòng chống dịch COVID-19 đã và đang tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố Hà Nội tích cực triển khai. Tuy nhiên, để dịch không bùng phát trở lại thì ý thức người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng.